Trong mắt tất cả mọi người thì Mỹ luôn là một miền đất hứa, nơi hứa hẹn bao ước mơ cho mọi người, nhưng sự thật lại cực kỳ tàn khốc. Nước Mỹ vào những năm 60 nạn phân biệt chủng tộc xảy ra rất gay gắt, những người dân da đen hay da màu bị cho là hết sức thấp hèn, còn thua cả động vật. Thế mà người đàn ông da trắng này lại làm tài xế cho một người da màu ngồi phía sau, và còn sẵn sàng khinh bỉ những người dám kỳ thị màu da khác. Thế quái nào mà một gã da trắng lại có thể bênh vực cho người da đen nhỉ? Chẳng nhẽ tiền che mờ mắt anh ta hay là do gì đây nhỉ? Đây là Tony, và thực ra anh ta cũng chính là một người rất phân biệt chủng tộc. Có lần mấy người da đen đến sửa nhà rồi đụng vào cái ly uống nước cũng khiến anh vứt chúng vào giọt rác. Hiện tại Tony đang làm bảo vệ cho một hộp đêm, tuy không có tiền nhưng được cái rất thô lỗ, và chỉ cần có chuyện xảy ra trong quán thì cái tên Tony được gọi lên đầu tiên. Anh ta rất khoát sử dụng nắm đấm với mấy tên gây sự mà chẳng cần hỏi han hay nể nang gì. Mấy vụ này thì anh chính là chuyên gia dàn xếp, nhưng mà là bằng bạo lực. Cơ mà cũng chính vì do Tony đấm quá đà nên khiến hộp đêm phải đóng cửa, chỗ làm tạm nghỉ 2 tháng để sửa chữa, thế là thành ra anh sẽ thất nghiệp tạm thời. Vì là trụ cột tài chính trong gia đình nên sau khi club đóng cửa thì anh phải nghĩ cách kiếm tiền. Vừa hay có một vụ cá cược ai ăn nhiều hot dog nhất trong một giờ sẽ có ngay 50 đô. Việc nhẹ lương cao, vừa được ăn lại có tiền thì không lý nào một thực thủ từng ăn 48 cái burger như anh lại chủ bước được. Cuộc chiến hot dog có chút gay cấn nhanh chóng kết thúc và Tony đã cầm ngay 50 đô về khoe vợ. Nhưng đối với gia đình anh thì số tiền này chả thấm vào đâu nên bắt buộc anh phải kiếm việc khác để làm. Đúng lúc này có người bạn giới thiệu cho Tony làm tài xế cho một bác sĩ và anh đã đồng ý đi phỏng vấn. Đến nơi thì anh rất bất ngờ khi ông chủ tương lai của mình lại là một người da đen ăn mặc như hoàng gia. Ông ta là Sơ Ly, một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp chứ không phải bác sĩ, và đang có dự định thực hiện một tour diễn xuống miền Nam nên cần một tài xế part-time. Ở phía Nam nước Mỹ lúc bấy giờ là nơi kỳ thị người da đen gay gắt nhất, nên Sơ Ly yêu cầu không chỉ là một tài xế mà còn là một người có khả năng giải quyết những rắc rối có thể xảy ra. Khi Sơ Ly tìm kiếm một người như vậy thì tên của Tony được nhắc đến nhiều hơn một lần, chứng tỏ tiếng tăm của anh cũng rất chi là này nọ. Nhưng khi Tony nghe đến việc Sơ Ly bắt anh phải giặt quần áo thậm, hay chí là đánh giày thì lập tức muốn rời đi. Tony sẵn sàng là một tài xế cho người da đen, thậm chí có thể giải quyết các vấn đề xảy ra trong chuyến đi, nhưng còn mấy việc như giặt rũ hay ủi quần áo gì đó thì miễn bàn. Trước khi rời đi, ngoại trừ điều kiện trên thì Tony còn hét giá lên trời để coi như là một lời từ chối khéo. Buổi sáng hôm sau, Sơ Ly đã bất ngờ gọi Tony và nói rằng sẽ chấp nhận với mọi điều kiện mà anh đưa ra và họ sẽ rời đi trong 8 tuần, nên vẫn là phải xin phép vợ anh trước. Trước khi xuất phát, trợ lý của Sơ Ly đưa cho anh một nửa tiền lương cùng với một cuốn cẩm nang xanh. Trái ngược với Death Note thì cuốn cẩm nang này sẽ giúp cứu sống hai người khi xuống phía Nam, trong đó có ghi chú tất cả những nơi mà người da màu sẽ an toàn khi ở đó. Sau khi nhận xe, Tony tạm biệt gia đình cùng với lời hứa sẽ viết thư cho vợ và về nhà trước Giáng sinh thì anh đến đón ông chủ của mình để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Vừa lên xe, Sơ Ly đã bắt đầu nói ra các yêu cầu của mình đối với anh chàng cộc tính tài xế kia. Đầu tiên khi đến địa điểm biểu diễn thì Tony phải chắc chắn rằng piano ở đó phải là một chiếc sở tên quay cao cấp, ngoài ra mỗi buổi tối phải đưa lên phòng ông một chai cắt tisa. Chuyến đi kéo dài 2 ngày thì họ đến điểm tới đầu tiên. Trước khi biểu diễn, Sơ Ly đến gặp rồi dặn Tony một số lưu ý khi tham dự các bữa tiệc, bởi vì tại đó tập trung toàn những người nổi tiếng và giàu nhất nhì nước nên ông yêu cầu Tony phải sửa thói quen nói chuyện tục tĩu. Điều đó khiến Tony rất khó chịu khi nghĩ rằng Sơ Ly đang soi mói, khinh thường anh. Từ khi nào mà một thằng khứa da đen lại thượng đẳng hơn mình được cơ chứ? Buổi biểu diễn bắt đầu, những ngón tay của Sơ Ly như đang nhảy múa trên những phím đàn, giai điệu của ông khiến ai cũng phải vỗ tay khen ngợi và Tony cũng không ngoại lệ. Khi buổi diễn kết thúc, Sơ Ly tìm Tony thì thấy anh ta đang quỳ gối chơi bài cùng người khác thì rất không vui. Anh nói rằng nếu tài xế của mình cần mấy đồng lẻ thì cứ kiếm ông là được. Nhưng Tony cho rằng tiền thắng được mới vui và anh chưa bao giờ thua cả. Nhưng Sơ Ly cho rằng khi anh quỳ xuống sỏi để ném xúc xắc thì đã là kẻ thua cuộc rồi. Khi đến Ohio thì Tony cũng viết lá thư đầu tiên cho vợ. Anh kể khi Sơ Ly chơi đàn thì như thiên tài vậy, mặc cho dù đó là một người da đen. Ngày hôm sau họ tiếp tục chuyến hành trình và ghé nghỉ tại một trạm dừng chân. Tại đây bán những viên đá rất đẹp nhưng giá hơi chát. Tony thấy ở dưới đất có một viên bị rơi ra nên đã nhặt lên bỏ vào túi. Điều này đã bị người khác nhìn thấy rồi mách với Sơ Ly. Quay lại xe, Sơ Ly yêu cầu anh phải đem trả viên đá lại nhưng Tony luôn mồm nói đó chỉ là một viên đá bình thường. Việc mình nhặt nó chỉ là để lấy may mắn mà thôi. Cuối cùng thì Tony vẫn phải trả lại viên đá rồi hậm hực rời đi. Khi đến Hanover, điểm lưu diễn thứ hai của họ, Tony đã lập tức đi kiểm tra đàn nhưng anh lại nhìn thấy những thứ ngoài ý muốn. Đàn thì cũ lại còn có rác nên anh yêu cầu người chịu trách nhiệm ở đây thay bằng một chiếc sờ tên quay, nhưng được đáp lại bằng một thái độ rất khiêu khích và hắn ta xứng đáng có được vài cái bạt tai. Không ngoài dự đoán, Sơ Ly đã được đánh một chiếc sờ tên quay mới cóng và đôi tay ấy vẫn cứ điêu luyện như vậy khiến ai cũng đắm chìm trong âm nhạc, thứ nhạc ma mị làm cho ai nghe thấy cũng đều phải không ngừng phiêu du theo nó. Bức thư thứ hai mà Tony gửi về vợ yêu cũng có nhắc đến ban nhạc nhiều hơn. Anh còn thừa nhận rằng mình và Sơ Ly khá hợp nhau, còn nhắc về những cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước mà anh chưa từng tin là tồn tại.
Chuyến đi lại bắt đầu và Tony đã ghé qua Kentucky để ăn món gà rán chiên xanh, thứ mà Shirley chưa bao giờ từng thử qua trong đời. Thế là Tony đã trèo kéo được Shirley gặm miếng gà rán đầu tiên trong đời với phong cách quý sắc tộc. Miệng thì luôn nói mất vệ sinh nhưng Shirley đã gặm xong miếng gà đầu tiên rồi còn lấy miếng thứ hai. Ông còn học theo Tony quăng xương ra đường việc mà trước đây chưa từng làm. Nhưng khi Tony quăng ly nhựa thì không được, vì nó không tốt cho thiên nhiên nên ông bắt anh phải quay lại nhặt. Buổi tối họ đã đến khách sạn, nhưng ở đây người ta chỉ nhận người da đen nên Tony phải đến một khách sạn khác. Shirley như thường lệ ngồi uống rượu ngoài cửa thì có người gọi ông chơi cùng vì thiếu người, nhưng vì không muốn gây ra chuyện bất khả kháng nên đã lấy lý do gặp bạn rồi rời đi. Tony đang nằm đọc cuốn sổ xanh thì đột nhiên đồng nghiệp của Shirley đến báo rằng ông đang gặp rắc rối ở quán rượu. Anh tức tốc chạy đến và yêu cầu bọn du côn thả Shirley ra, nhưng chúng không những không nghe mà còn lấy dao ra dọa anh. Chúng mày chưa biết anh đây là nha sĩ chuyên khám răng ở mấy thằng nhóc mới núm này. Tony bình tĩnh mò tay ra sau thắt lưng như thể ở đó có súng và lần nữa yêu cầu thả Shirley ra nếu không sẽ có viên đạn bay lung tung. Chủ quán rượu không muốn rắc rối và có người chết trong quán nên cầm hẳn cây shotgun ra yêu cầu thả Shirley, mọi chuyện chấm hết. Ra khỏi quán, Tony dặn dò ông từ nay muốn đi đâu thì phải có mặt anh, vì càng tiến sâu vào miền Nam thì nạn phân biệt chủng tộc càng nặng nên sẽ càng nguy hiểm cho ông. Sáng hôm sau họ lại tiếp tục cuộc hành trình nhưng giữa đường xe lại có vấn đề nên Tony phải sửa. Shirley bước xuống xe thì những người da đen đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời bỗng chốc ngừng lại. Họ kinh ngạc dừng lại công việc khi nhìn thấy người đàn ông phía sau hàng rào ấy đều cùng màu da nhưng thân phận lại hoàn toàn trái ngược như hai thế giới vậy. Thế quái nào một gã da trắng lại làm tài xế và còn đang sửa xe hầu cận cho một người da đen, thứ mà có lẽ cả đời này họ cũng chưa từng thấy qua. Đến địa điểm tiếp theo, mọi người ở đây trông rất sang chảnh và chào đón nhóm của Shirley rất lịch sự đầy tôn trọng, nhưng khi đến bữa ăn thì ông lại được phục vụ rất tệ, như kiểu bọn họ ngầm tỏ ra khinh miệt nhưng lại không hề có phản ứng gì. Những tiếng đàn du dương lại được cất lên bởi Shirley làm cho mọi người vỗ tay khen ngợi. Lúc tạm nghỉ Shirley muốn đi vệ sinh nhưng chủ nhà lại bảo ông đi ở một WC cũ nát phía ngoài nhà, nó trông không khác gì chỗ đại tiện cho thú vật, có khi còn kinh tầm hơn cả thế nữa ý chứ. Vì thế nên Shirley đành phải quay về khách sạn để giải quyết. Kết thúc buổi biểu diễn, Shirley vẫn niềm nở bắt tay chào mọi người tại đó khiến Tony rất khó hiểu. Đồng nghiệp của Shirley nói cho anh biết rằng ông có thể lưu diễn ở phía Bắc và được trả tiền gấp 3 rồi còn được tôn trọng hơn nhiều khi ở đây, nhưng Shirley vẫn muốn chuyến đi này bởi vì ông muốn xóa bỏ những định kiến tệ hại trong xã hội. Ông muốn người màu da gì đi chăng nữa cũng sẽ được ngang hàng với nhau. Ngày hôm sau họ lại đến một vùng đất mới và Tony lại viết thư cho vợ. Shirley nhìn bức thư quá đỗi dở tệ cùng các lỗi chính tả sai tùm lum thì ông quyết định giúp anh viết lại một lá thư đúng nghĩa. Không ngờ ngoài là một nghệ sĩ thiên tài thì anh ấy còn là một nhà thơ đại tài nữa chứ. Từng áng văn cứ như thể là những giai điệu du dương cuốn hút lòng người vậy. Cô nào nghe phải chẳng mê như điếu đổ ý chứ. Cứ thế từng dòng chữ được viết ra cảm động đến nỗi khiến người vợ phải rơi nước mắt hạnh phúc. Hôm nay bọn họ phải đến một tiệm bán siêu. Cả hai đang định vào thử thì bất ngờ người chủ lại không cho Shirley mặc áo. Cũng chỉ vì ông là người da đen. Nhưng Shirley chỉ mỉm cười thật tươi rồi ra ngoài không nói gì cả. Tony cũng không biết nên làm như thế nào. Nỗi uất ức căm giận cùng tâm trạng như gào xé được Shirley thể hiện qua những nốt nhạc trầm mà dồn dập. Ông như muốn trút hết mọi tâm tư thông qua bản nhạc này. Đúng là ngoài những món ăn ra thì âm nhạc cũng là nơi để con người ta giải tỏa những cảm xúc đời thường. Tôi đến Tony vừa mới tắm xong thì bị cảnh sát gọi đến đồn vì Shirley đã bị bắt khi đang trần truồng cùng với một thanh niên khác. Vì để mọi chuyện êm xuôi, Tony đã hối lộ cảnh sát để đưa ông chủ của mình ra ngoài nhưng Shirley lại không hề cảm ơn, ngược lại còn trách anh tại sao lại đưa tiền cho bọn chúng. Có thể hiểu được ông sợ rằng Tony sẽ kỳ thị về giới tính của mình. Buổi sáng hôm sau khi đến khách sạn, Tony vô tình gặp lại bạn cũ của mình và khi họ biết anh làm tài xế cho một người da đen thì tỏ rõ thái độ. Chúng nói bằng tiếng Ý rằng muốn thì qua chỗ mình làm việc và sẵn sàng trả lương gấp đôi. Vì không muốn chậm trễ nên Tony đã hẹn gặp bạn 8 giờ ở quán bar, nhưng họ không biết rằng Shirley cũng biết tiếng Ý và cuộc trò chuyện đã bị ông nghe thấy. Ông suy nghĩ sau đó quyết định gặp Tony rồi nói rằng muốn tăng lương cho anh vì sợ rằng anh sẽ rời bỏ ông. Shirley đã sai lầm vì Tony không hề có ý định ra đi, bởi vì một khi đã ký hợp đồng thì anh sẽ làm cho tới hết thì thôi, còn vụ việc kia chỉ là hẹn gặp bạn để nói chuyện từ chối khéo bọn họ mà thôi. Những lá thư mà Tony viết được vợ đem khoe với mọi người và khiến ai cũng phải ghen tị vì nó quá lãng mạn. Chuyến lưu diễn của hai người tiếp tục một đoạn dài dọc xuống phía nam nước Mỹ, họ càng ngày càng hợp nhau và nói chuyện nhiều hơn. Một lần diễn xong trên đường quay về khách sạn họ gặp phải cảnh sát, trời mưa to mà bọn chúng bắt cả hai ra ngoài chỉ để nói chuyện. Tại thị trấn này ban đêm không cho người da đen ra ngoài và bởi vì những lời xúc phạm đó mà Tony đã đấm các cảnh sát đo ván rồi cả hai bị đưa về đồn. Từ một người kỳ thị ra mặt giờ đây anh ta lại đang bảo vệ người bạn da màu của mình. Lúc này bọn cảnh sát còn đang hách dịch lắm, chúng luôn tỏ ra mình sẽ đấm vỡ alo cả hai người. Cơ mà chỉ sau một cuộc điện thoại của Shirley thì cả hai đã được thả vô điều kiện. Cả cảnh sát trưởng cầm điện thoại còn chẳng tin được vào tai mình người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia.
Ngay lập tức hắn gào thét bọn lính phải mở cửa tù bằng mọi giá, không được chậm trễ. Sau đó thì Tony biết được sếp của mình lại là em trai của thống đốc Hoa Kỳ khiến anh rất hưng phấn. Còn bọn cảnh sát bất nhân kia thì mặt như khi ăn ớt, nhưng Sơ Ly thì không. Ông coi đó là một điều nhục nhã khi mình là người đang muốn thay đổi đất nước lại phải gọi điện nhờ anh trai miễn tội hành hung. Cả hai người bắt đầu cuộc cãi vã và Tony đã so sánh mình khổ nhục như một người da đen. Lời nói đó đã vô tình bộc lộ tính kỳ thị khiến Sơ Ly phẫn nộ yêu cầu dừng xe rồi lao thẳng ra ngoài. Mọi sự phẫn nộ được Sơ Ly trút hết ra ngoài. Đúng vậy, ông sống trong lâu đài một mình và những người da trắng thì thuê ông chơi piano cho họ. Nhưng ngay khi ông bước xuống sân khấu đó thì lập tức trở lại thành một người da đen thấp kém. Vậy nếu ông không đủ đen cũng không đủ trắng vậy thì ông sẽ là gì trong cái thế giới thối tha này? Rất nhanh họ đã đến được điểm biểu diễn cuối cùng. Ở đây nạn phân biệt chủng tộc còn nặng nề hơn nữa khi mà lũ người này lấy nhà kho làm phòng chờ cho Sơ Ly. Chưa hết, khi đến nhà ăn thì họ lại thông báo không cho người da đen ăn ở đây. Lần này thì Sơ Ly tiếp tục phản kháng. Một là tôi sẽ ăn ở đây và hai là sẽ không có buổi biểu diễn nào. Tên quản lý liền nói chuyện riêng với Tony vì nghĩ anh có thể thuyết phục được Sơ Ly. Hắn đưa cho anh 100 đô định mua chuộc nhưng ai ngờ lại đụng ổ kiến lửa. Suýt nữa thì Tony đã giúp gã ta thay răng miễn phí. Bất ngờ Sơ Ly cho Tony quyền quyết định tối nay. Ông sẽ biểu diễn nếu anh muốn và hai người quyết định rời đi đến một quán club cho người da đen rồi cùng nhau ăn một bữa tối no nê. Sau khi được Tony cổ vũ, Sơ Ly đã lên sân khấu nhỏ biểu diễn với một chiếc đàn cũ kỹ. Đây cũng là lần đầu tiên ông đánh đàn cho những người giống mình về màu da. Đây cũng là lần đầu tiên ông biểu diễn cảm xúc và thoải mái như vậy rồi còn hòa tấu cùng với ban nhạc tại đó. Có lẽ đây mới chính là thứ ông đang tìm kiếm bấy lâu nay, thứ ở ngay trước mắt nhưng lại luôn bị che mờ. Sau khi ra khỏi quán rượu, Sơ Ly quyết định lập tức lên đường quay về New York để cho Tony kịp đón Giáng sinh cùng gia đình. Trên đường về, họ gặp tuyết rất dày và Sơ Ly đùa rằng hãy lấy viên đá may mắn đặt trước xe đi vì ông biết rằng anh chưa hề trả lại nó để an tâm hơn cho chuyến đi. Chưa được bao lâu thì họ lại bị cảnh sát bắt dừng lại nhưng lần này là để nhắc nhở Tony là bánh xe bị thủng. Sau khi thay lốp thì họ tiếp tục quay về đón Giáng sinh cùng gia đình. Sơ Ly đổi tài cho anh trên đoạn đường còn lại vì Tony đã hơi mệt. Giờ đây họ đã là những người bạn chứ không còn là thân phận chủ tớ. Đến nơi Tony mời Sơ Ly cùng lên nhà mình để đón Giáng sinh nhưng ông từ chối bằng câu chúc Giáng sinh vui vẻ. Khi về lại căn nhà rộng lớn nhưng cô đơn, Sơ Ly quyết định cầm chai rượu và đến chúc mừng Giáng sinh gia đình Tony. Tại đây mọi người đều rất hoan nghênh sự có mặt của ông. Đây là bộ phim dựa theo câu chuyện có thật, nó phản ánh đúng hiện trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ những năm 60. Ngay cả ở hiện tại thì nó vẫn đang hiện hữu xung quanh chúng ta mà chưa hề có dấu hiệu mất đi. Thiên tài như Sơ Ly thì ở đâu cũng có, nhưng dám đứng lên đấu tranh như ông thì quả thật là ít và hiếm. Đừng để một phút kỳ thị mà đánh mất đi những người bạn thú vị như các bạn, ai sinh ra cũng có quyền được sống được vui tươi mà.